Rồi anh rửa chụp gôn đi.
Ba người là phải phối hợp chiều qua chiều lại, anh rõ có thua được chứ, đá gì dồn vô một người đó. Rio thủ ở nhà đi, Rio ở nhà thủ đi, Rio chụp gôn đi đó, để anh bùm với Ben lên. Con vô chụp gôn đấy, để cho anh bùm anh Ben lên đó, bùm Ben lên đi đó. Không sao, không sao.